Ngày xưa, có một giọt nắng từ trên trời rơi xuống trái đất, thấm vào đất và từ giọt nắng nhỏ nhoi ấy, mọc lên một bông hoa vàng ẩn chứa phép thuật diệu kỳ. Sự kỳ diệu của bông hoa đã làm cho một mụ phù thủy nhà gần đó để mắt tới. Mụ phù thủy già tên là Gad-el tìm thấy bông hoa. Hơn nữa bà ta còn nhận ra được bông hoa có phép thuật và sử dụng quyền năng to lớn của nó để chữa lành mọi thứ, làm cho mụ trẻ mãi không già suốt hàng trăm năm trời. Nhiều thế kỷ trôi qua, vùng đảo hoang sơ ít người lui tới ngày nào giờ đã trở thành một vương quốc nguy nga trắng lệ, người trị vì là vua và hoàng hậu đáng kính. Một ngày nọ, hoàng hậu mang thai nhưng bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, bà bị ốm rất nặng và không có phương thuốc cứu chữa. Nhờ những lời đồn về truyền thuyết, nhà vua ra lệnh cho mọi thần dân trên vương quốc cùng đi tìm loài cây kỳ diệu mang về chữa bệnh cho hoàng hậu. Theo lời của đức vua, người dân đổ xô nhau ra đảo tìm kiếm trong đêm tối. Gad-el ngày nào cũng lén lút ra ngoài dòm ngó xung quanh, rồi thăm cây hoa và nhờ vào việc hít hoa mỗi ngày giúp Gad-el luôn giữ được nét thanh xuân. Tuy vậy đã qua hàng thế kỷ, để tránh việc người dân tìm thấy mụ vẫn phải cẩn trọng giữ hoa làm của riêng. Mặc dù Gad-el cố gắng tìm cách che giấu nhưng vì một chút sơ suất nhỏ, quân lính đi ngang qua đã vô tình tìm thấy bông hoa và họ đào lên mang nó về vương quốc. Gad-el cũng bất lực nhìn người đem hoa của mình đi mà chẳng thể làm gì được. Bông hoa màu vàng rực rỡ được mang về hòa với nước cho hoàng hậu uống. Và kết quả là bông hoa kỳ diệu chữa khỏi bệnh cho hoàng hậu. Bông hoa còn mang đến cho họ một nàng công chúa nhỏ xinh xắn với mái tóc vàng tuyệt đẹp có khả năng chữa lành mọi vết thương. Đứa bé rất đáng yêu, mỗi ngày đều nhìn ngắm biểu tượng mặt trời trong phòng. Đức vua và hoàng hậu rất hạnh phúc, họ mang chiếc vương miện cho cô công chúa nhỏ vừa chào đời. Để thể hiện niềm vui sướng tột độ, đức vua cùng hoàng hậu thả chiếc đèn lồng với mong muốn cảm tạ ơn đức của trời đất đã mang đến cho họ đứa con này. Thế nhưng cuộc sống bình yên của đứa bé không diễn ra lâu, vì muốn lấy lại sự trẻ trung và bất tử của mình, mụ phù thủy Gad-el đã nhân lúc cả lâu đài chìm vào giấc ngủ sâu, đột nhập vào phòng của công chúa nhỏ. Khi có người chạm vào mái tóc của công chúa liền phát sáng, đó là cách mụ nhận ra đứa bé. Sau đó Gad-el lén cắt đi một phần tóc của tiểu công chúa, vừa cắt đi, phép thuật màu vàng liền biến mất theo, chỉ để lại cho mụ một nhúm tóc màu đen. Vì thế Gad-el đã phát hiện ra rằng tóc không còn ở trên chính chủ nữa sẽ khiến mái tóc mất đi phép thuật vốn có của nó. Đức vua và hoàng hậu đang say giấc thì nghe tiếng khóc thất thanh của tiểu công chúa. Chưa kịp định hình thì họ nhìn thấy mụ Gad-el đã bắt cóc tiểu công chúa đi mất. Gad-el đi qua một cái hang động tiến vào tòa lâu đài cao vút, đó sẽ là nơi sinh sống của mụ và tiểu công chúa. Gad-el đặt tên cô bé là Rapunzel, ngày ngày dạy dỗ và nuôi nấng cô gái nhỏ như con đẻ của mình ở trong một tòa tháp hẻo lánh cách biệt với thế giới bên ngoài. Gad-el luôn nói với Rapunzel rằng cuộc sống ngoài kia lúc nào cũng đầy rẫy những nguy hiểm, và để được an toàn, bà bắt buộc cô bé luôn phải ở đây. Chỉ cần mỗi khi Gad-el chải tóc cùng với một bài hát của Rapunzel, mái tóc sẽ rực sáng mang đầy phép màu làm bà ta lấy lại nét thanh xuân. Tuy còn bé nhưng Rapunzel rất lém lỉnh, hay trốn mẹ mình để ra ngoài cửa sổ ngắm những đốm sáng bay trên bầu trời. Ngày tháng dần qua, Rapunzel ngày nào giờ đã khôn lớn, cô còn có thêm cho mình một người bạn tắc kè hoa Pascal có thể đổi màu giống những vật xung quanh. Nhưng lần nào chơi trốn tìm Rapunzel đều tìm thấy Pascal và giành chiến thắng. Pascal đề nghị ra bên ngoài chơi nhưng cô nàng không đồng ý và nhất quyết ở lại đây. Mỗi ngày như thường lệ, Rapunzel sẽ dậy vào lúc 7 giờ sáng, dọn dẹp quét nhà với sự giúp đỡ của chú tắc kè hoa, sau đó lau sàn, rửa bát, hầu như đều xoay quanh với những công việc nhà tẻ nhạt. Khi làm việc nhà quá nhiều mà vẫn còn nhiều thời gian rảnh rỗi, Rapunzel đọc thêm những quyển sách và thỏa sức tô màu sáng tạo. Cô ấy không chỉ xinh đẹp mà còn có tài năng hội họa phong phú. Khi quá chán với việc vẽ vời, cô nàng sẽ quay sang ca hát, đan len hoặc nấu nướng, chẳng có gì chán khi phải ở một mình. Rapunzel luôn cố gắng tạo ra mọi thứ tích cực, ngay cả bức tường chống phía trước mặt. Sau một lúc đo đạc, cô bắt tay vào tìm dụng cụ vẽ, dẹp bỏ đi cánh cửa cản trở. Cô nàng lại tiếp tục vẽ vời gì đó, trong lúc vẽ sẵn tiện chơi xếp hình. Phóng phi tiêu còn nướng thêm vài cái bánh ăn với Pascal, làm vài cái mặt nạ giấy hù dọa Pascal. Múa ba lê mặc dù hơi khó khăn một chút, may thêm váy cho Pascal nữa. Dù rất lạc quan yêu đời là thế, nhưng các trò vặt Rapunzel nghĩ ra đều lặp đi lặp lại. Những quyển sách đọc đi đọc lại rất nhiều lần, còn những bức tường chống lúc trước thì giờ đây chẳng còn chỗ để vẽ thêm một nét nào. Khi rảnh rỗi, Rapunzel không có gì ngoài việc chải tóc. Mái tóc màu vàng của cô ấy vô cùng dài, phải mắc công chải rất lâu. Ở trong lâu đài ngột ngạt, Rapunzel cảm thấy chán nản, luôn có mong ước được khám phá thế giới bên ngoài. Từ cửa sổ của tòa tháp bí mật, Rapunzel năm nào cũng say sưa ngắm nhìn những đốm sáng bay ấy, và cô nàng luôn muốn biết thứ ánh sáng ấy là gì, chỉ có thể khắc họa nó một cách trừu tượng trên bức tranh vẽ. Rapunzel liền nghĩ đến việc sẽ xin mẹ Gad-el để được ra ngoài ngắm đốm sáng. Cùng lúc ấy, siêu trộm Flynn Rider cùng với anh em nhà Stubbington đang trèo qua các mái nhà một cách điêu luyện. Việc ăn trộm đã quá quen với bọn chúng và bọn lính canh không một ai phát hiện ra. Họ đang mưu đồ đánh cắp chiếc vương miện của nàng công chúa bị mất tích và giao nhiệm vụ đánh cắp cho Flynn. Anh em Stubbington đỡ lấy sợi dây ở phía trên. Khi tên lính canh mất tập trung, thì Flynn đã cầm lấy cái túi chứa vương miện và đào tẩu với anh em Stubbington. Lúc này Rapunzel ở tòa tháp đã bắt đầu nghĩ đến việc xin phép mẹ để được ra ngoài. Thì đúng lúc mụ Gad-el đến thăm, mỗi khi Gad-el gọi, Rapunzel sẽ cố định tóc của mình rồi thả xuống cho bà ta, dùng hết sức kéo bà lên tòa tháp cao vút. Mỗi lần cảm thấy dung nhan tàn tạ, Gad-el mới tìm đến Rapunzel. Thấy mẹ cô nàng liền háo hức và dùng sức mạnh của mái tóc làm Gad-el trở lại.
Cô nàng cũng nhắc rằng năm nay đã là sinh nhật thứ 18 của mình, vì thế cô có một mong ước nhỏ nhoi là được ra ngoài tòa tháp để chiêm ngưỡng những đốm sáng bay. Nhưng Gad-El luôn diện cơ thế giới bên ngoài đầy rẫy nguy hiểm, có nhiều người có vẻ ngoài đáng sợ và các con thú cũng có phần đáng sợ không kém. Vì thế bà đã từ chối để Rapunzel ra bên ngoài. Dù bị mẹ cấm cản nhưng Rapunzel vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời của Gad-El. Rapunzel vô cùng thất vọng. Sau khi đưa mẹ xuống tòa tháp, cô rơi vào trầm tư. Về phía này, Flynn và đồng bọn đã chạy trốn vào khu rừng. Khi Flynn dừng lại nghỉ chân, anh đã trông thấy hình truy nã của mình. Anh chàng vô cùng bất ngờ vì hoàng cung lại vẽ chân dung của anh xấu thậm tệ. Đến như vậy, Flynn tào lao bí lao và anh em Stabbington không quan tâm điều đó. Điều chúng quan tâm nhất lúc này là trốn khỏi sự truy lùng của triều đình cùng với cái vương miện quý giá. Nhưng khi chạy một lúc, họ đã đến đường cùng. Phía trước là một vách đá cao. Flynn danh ma muốn họ đưa mình lên trên trước. Anh em Stabbington có vẻ bán tín bán nghi muốn. Flynn đưa họ cái túi chứa vương miện trước. Sau khi Flynn leo lên trên lại ăn trộm cái túi lúc nào không hay, đoạt được cái vương miện còn phản bội luôn cả đồng đội của mình. Flynn dùng hết sức bình sinh chạy trốn khỏi đám lính đang truy đuổi. Trong đội có chú ngựa trắng tên Maximus háo chiến nhất và luôn muốn túm cho bằng được Flynn Rider. Flynn may mắn thoát khỏi những mũi tên và anh cố gắng tiếp tục chạy về phía trước. Khi sắp bị tên lính đuổi kịp, Flynn phóng lên sợi dây leo, tạo đà đá bay tên lính xuống khỏi con ngựa rồi ngồi lên đó. Nhưng con ngựa này không phải dạng vừa, là đối thủ không đội trời chung với Flynn. Nó liên tục chống đối và lấy lại cái túi cho bằng được. Hai ông thần rằng coi như nào mà cái túi văng xuống nhánh cây gần đó. Cả hai lại một lần nữa tranh giành xem ai lấy được cái túi trước, và Flynn lấy được nó. Nhưng cái cây sắp không chịu nổi được sức nặng của cả hai, mà rơi xuống vách núi rồi gãy ngang. Mắc rơi xuống bụi cỏ nhưng không nhìn thấy Flynn. Nó liền dùng kỹ năng đánh hơi như chó để tìm kiếm anh chàng. Flynn đã sớm trốn vào tảng đá rồi ẩn mình trong đám dây leo. Dù mắc đánh hơi được mùi của Flynn rất gần nhưng nó không tài nào tìm thấy anh chàng. Sau một lúc ẩn trong hang, Flynn phát hiện cái hang rất sâu và dẫn tới một nơi nào đó. Anh tiến vào trong và thấy tòa tháp cao trắng lệ. Để tránh mắc phát hiện, anh quyết định dùng hai mũi tên để bám vào leo lên tòa tháp. Flynn mừng rỡ vì được an toàn, nhưng lại xỉu ngang vì cú đánh trời giáng từ cái chảo chiên ốp la của Rapunzel. Ở trong tháp đã lâu, cô rất lấy làm ngạc nhiên khi trông thấy người lạ. Pascal lại hù dọa đó là con người nguy hiểm mọc đầy răng. Rapunzel kiểm chứng không thấy điều đó, cô yên tâm một chút. Nhưng khi Flynn đột ngột mở mắt, Rapunzel lại tiếp tục cho anh ăn thêm một chảo nữa ngất xỉu. Sau khi hành hung anh chàng, Rapunzel tìm chỗ giấu Flynn đi và cái tủ là địa điểm thích hợp, vì chẳng biết dùng cách nào để đưa anh chàng đô con vào trong. Rapunzel táo bạo dùng mọi cách miễn làm sao đưa anh vào trong được thì thôi. Chuyến này Flynn không chết thì cũng không sống nổi với nàng này quá. Sau nhiều lần vật lộn như thế, cô đã đưa anh được vào trong, dùng cái ghế để chặn cửa cho chắc chắn, không quên phòng thủ bằng cái chảo. Nhìn vào gương, cô tự hào về bản thân đã xử lý được mối nguy hiểm mà không yếu đuối giống mẹ Gad-El nói. Chợt Rapunzel trông thấy cái túi của Flynn có chứa vật phát sáng và mang ra xem thử. Lần đầu trông thấy cái này, Rapunzel và Pascal chẳng biết nó là gì và công dụng như thế nào. Xoay sở một lúc lâu, cô đã biết đội cái vương miện lên đầu. Ngạc nhiên vì sự xinh xẻo của bản thân trong gương, thì mẹ Gad-El chợt quay lại tháp và gọi cô kéo bà ấy lên. Bà ấy quay lại để đem thêm thức ăn cho Rapunzel, và cô nàng quyết định nói với Gad-El về người đàn ông lạ. Rapunzel định tạo ngạc nhiên cho Gad-El xem đã bắt Flynn để chứng tỏ rằng giờ cô nàng đủ khôn lớn để đi ra thế giới ngoài kia. Nhưng Gad-El liền ngắt lời cô và nói rằng sẽ không bao giờ để cô được rời khỏi tòa tháp này mãi mãi. Biết thuyết phục mẹ vô ích, Rapunzel cũng chẳng dại gì mà đòi thêm. Cô lặng lẽ chuẩn bị giỏ thức ăn cho mẹ rồi đưa bà xuống bên dưới. Sau khi Gad-El rời đi tìm nguyên liệu vẽ cho Rapunzel, cô nàng tháo cái ghế chặn tủ quần áo, đứng một bên phòng thủ rồi dùng tóc mở cửa tủ. Flynn té cái đùm xuống đất trong một bộ dạng không thể nào mắc cười hơn. Flynn vẫn nằm bất tỉnh. Để cho chắc ăn, Rapunzel dùng tóc của mình trói chặt anh ta vào cái ghế. Pascal tát vài bạt tay vào mặt Flynn để anh tỉnh dậy. Flynn vẫn bất động. Pascal quyết định dùng chiêu táo bạo hơn để gọi Flynn thức dậy, giật mình tỉnh giấc. Flynn nhanh chóng nhận ra rằng mình đang trong bộ dạng bị đống tóc cột chặt. Nhìn theo đuôi tóc siêu dài, anh chàng trông thấy Rapunzel từ trong tối bước ra, liên tục hỏi anh là ai và có mưu đồ gì. Flynn nhận ra cái túi mất tích, nhưng anh chàng lại biết được chỗ giấu nó và bị Rapunzel cho ăn thêm một phát chảo thần trưởng vào mặt. Pascal lại dùng cách cũ để đánh thức anh chàng vào việc chính. Rapunzel hỏi thăm Flynn về những đốm sáng và được biết đó là những cái đèn lồng được thả lên bầu trời để cầu nguyện cho nàng công chúa mất tích. Rapunzel đưa ra một thỏa thuận, giúp cô đi xem đèn lồng và trở về nhà an toàn thì cô ấy sẽ trả lại chiếc vương miện. Sau một hồi tranh luận, Flynn chịu thua và đồng ý thỏa thuận. Anh chàng leo xuống lại tòa tháp bằng hai mũi tên, còn Rapunzel thì chần chừ vì thế giới lạ lẫm bên ngoài. Sau cùng cô lấy hết can đảm thả mái tóc dài rồi theo đó mà trượt xuống bên dưới. Khi gần tiếp đất, Rapunzel hạ từ từ chân xuống, cảm nhận được mọi thứ hoàn toàn mới lạ, từ thảm cỏ chưa bao giờ được đặt chân lên cho đến những dòng suối mát lạnh. Rapunzel chưa bao giờ cảm thấy tự do thoải mái đến như thế. Sau đó cô bị thu hút bởi những thứ xung quanh và tiến ra ngoài hang động, ngắm nhìn vẻ đẹp trong trẻo trong buổi sáng tinh mơ của khu rừng cùng với những đàn chim bay lượn. Nhưng mặc trái với sự yêu đời lạc quan, Rapunzel luôn lo lắng sợ mẹ la vì tự ý trốn ra ngoài chơi mà chưa xin phép. Flynn khuyên nhủ cô ấy nên phấn chấn lên, đi một ngày đàng học một sàn khôn, ở nhà với mẹ biết chừng nào trưởng thành đây. Rapunzel nghe vậy mà tinh thần khá hơn. Mặt khác, chú ngựa hoàng gia mắc vẫn tìm kiếm tên tội phạm khắp nơi, đánh hơi thì nơi này đến nơi khác rồi xung thẳng ra ngoài, nhưng lại đụng độ phải Gad-El. Bà ta nhận ra chú ngựa hoàng gia, biết Rapunzel xảy ra chuyện liền ngay lập tức chạy về tòa tháp, gọi mãi mà chẳng thấy Rapunzel hồi âm.
Mụ mới tung đống đá để vào trong bằng cửa đã chôn giấu biết bao nhiêu năm nay. Căn phòng tĩnh lặng không một bóng người, Rapunzel đã biến mất tăm. Từ ngoài cửa sổ ánh sáng chiếu vào làm Gazelle trông thấy một vật đang phát sáng. Gazelle đem chúng ra xem, bà phát hiện đó là một cái vương miện cùng với tấm hình tội phạm truy nã Flynn Rider. Về phía Flynn, anh quyết định đưa Rapunzel đến quán những chú vịt con ấm cúng, nơi đầy những tên côn đồ và kẻ đầu gấu, với hy vọng rằng sẽ làm cho cô nàng sợ và từ bỏ ý định xem đèn lồng của mình. Chúng nhận ra được cái đầu của Flynn đang được truy nã, nên xúm nhau lại túm lấy anh chàng nộp cho triều đình. Rapunzel cũng muốn cứu Flynn nhưng không làm cách nào để giải tán đám đông được. Rapunzel dùng phần đuôi tóc quấn vào nhánh cây, rồi kéo để nhánh cây quất mạnh vào tên côn đồ, hét lớn để bọn chúng thả Flynn. Rapunzel cảm hóa họ bằng những ước mơ và được đông đảo bọn côn đồ ủng hộ. Anh chàng tay móc này tuy có vẻ ngoài đáng sợ, nhưng lại có tâm hồn của một người nghệ sĩ thật thụ. Và những người khác cũng thế, họ hò reo với những điệu nhảy. Lần theo dấu vết, Gazelle đã tra được quán và trông thấy Rapunzel đang nhảy cùng bọn họ. Đến phiên Flynn cũng bị ép kể về giấc mơ của anh, họ cổ vũ hai người hãy đi theo những ước mơ của mình. Bất ngờ binh lính hoàng gia đột kích, Flynn và Rapunzel trốn đi để giúp ước mơ của Rapunzel toại nguyện. Anh chàng tay móc chỉ cho hai người một lối đi bí mật trốn ra khỏi quán và cho anh chàng đang cosplay thành thần tình yêu nhận tội thay. Binh lính khá bất lực cho đến khi Mark xuất hiện dùng chiếc mũi đánh hơi thần sầu của mình tìm được cửa thoát hiểm. Để tăng độ uy tín thì Mark hướng dẫn luôn cách mở cho ông chỉ huy xem. Anh em Stabbington được áp giải đi cùng, nhưng họ tấn công đánh gục tên lính canh rồi giải thoát cho nhau đuổi theo trả thù Flynn. Gazelle kiên nhẫn chờ đợi, rồi dùng dao uy hiếp ông cosplay thần tình yêu đường ra của đường hầm bí mật. Flynn và Rapunzel ngỡ đâu mình đã thoát nạn nhưng các tên lính đang đuổi theo ở phía sau. Đường hầm dẫn ra một nơi rất cao, chỉ có một đường thang leo xuống và lối ra ở rất xa bên kia. Nhưng họ lại gặp thêm oan gia ngõ hẹp, không có đường tiến lẫn đường lui. Rapunzel đánh liều quăng mớ tóc cố định rồi phóng qua bên kia dễ dàng. Flynn chưa qua kịp bị lính tấn công anh dùng bảo bối của Rapunzel, và thật bất ngờ khi nó hiệu quả sát thương còn hơn cả kiếm. Binh lính gục toàn bộ buộc mắc phải chiến đấu. Chú ngựa khống chế đòn tấn công rồi làm bay màu cái chảo trên hột vịt của Flynn Rider. Rapunzel quấn tóc dính vào bàn tay của Flynn rồi kéo anh bay qua. Cũng may cho Flynn xém nữa anh đã bị rơi vào tay của anh em Stabbington. Mark không bỏ qua, nó dùng chân đá mạnh vào cây gỗ chống đỡ đập nước để qua bên kia. Flynn giữ một bên tóc và Rapunzel đánh liều nhảy qua đó. Mark xém chút nữa đã túm được tóc cô nàng nhưng để hụt. Rapunzel máu liều nhiều hơn máu não. Sau khi Rapunzel đã an toàn, Flynn cũng trượt nước theo đó mà xuống dưới phụ nhặt tóc của cô nàng chạy cho nhanh. Vì áp lực nước rất lớn mà chiếc đập đã không thể chịu nổi mà vỡ tan. Sức nước cuốn trôi tất cả mọi người, sức nước còn làm ngã tảng đá lớn. Cận kề với nguy hiểm, Flynn và Rapunzel đã qua phía bên kia hàng kịp lúc, còn lấy lại được cả cái chảo. Nước vẫn chưa ngừng lại, hòn đá tạo áp lực khiến nước chảy vào bên trong nhiều hơn. Nếu không may tìm lối thoát họ sẽ bị ngạt nước mà chết. Flynn nín thở tìm lối thoát dưới nước, Rapunzel tìm kiếm phía trên nhưng vô ích. Flynn bị đứt tay trong khi đang cố tìm lối thoát vì xung quanh tối đen như mực và toàn đá là đá. Rapunzel nhớ đến mái tóc kỳ diệu và hát bài hát, mái tóc trong nước liền rực sáng. Trong lúc bế tắc tìm thấy lối ra, Flynn và Rapunzel lần theo tóc liên tục đào bới, lối ra đó đưa họ đến một con suối nhỏ. Rapunzel mừng rỡ vì họ vẫn còn sống, cô còn giới thiệu tóc của mình vẫn còn làm được nhiều điều hay ho hơn Flynn nghĩ. Theo lời ông cosplay, Gazelle cầm dao chờ sẵn ở lối ra quán những con vịt, nhưng anh em Stabbington lại bước ra từ đó. Họ thể hiện sự tức giận đối với Flynn Rider và Gazelle đã nghe thấy. Gazelle liền đưa lại cái vương miện phở gì với mong muốn được hợp tác. Với anh em họ bắt Flynn Rider và đưa con gái trở về, quay trở lại với Flynn và Rapunzel. Cô nàng rất lo cho vết thương của Flynn khi cố gắng giúp cô. Để cho Flynn thấy điều kỳ diệu của mái tóc, Rapunzel dùng tóc quấn thật nhiều vòng quanh tay anh ấy, rồi cô bắt đầu cất tiếng hát cũng là lúc mái tóc rực sáng kỳ diệu. Khi bài hát kết thúc, Flynn gỡ hết tóc và ngạc nhiên không nói nên lời vì bàn tay đã khỏi và không hề có dấu vết bị thương. Sau một cuộc trò chuyện, Rapunzel kể về lý do mẹ cô không cho cô ra khỏi tòa tháp. Sức mạnh từ mái tóc vốn rất đặc biệt và mọi người đều muốn có tóc của cô. Rapunzel còn cho Flynn thấy một cọng tóc đã bị cắt đi mất hết sức mạnh của nó. Còn Flynn nói với Rapunzel rằng anh thật ra là một đứa trẻ mồ côi, luôn mơ ước được như một anh hùng trong cuốn truyện cổ tích mà anh lấy làm tên mình. Nhưng Rapunzel nói rằng nàng thích cái tên Eugene hơn Flynn nhiều. Khi Flynn đi kiếm củi đốt, Gazelle tìm cách gặp Rapunzel để khuyên cô nàng quay trở về tháp. Nhưng Rapunzel nghĩ rằng Flynn thích cô và những chuyến phiêu lưu cùng anh ấy vô cùng thú vị khiến cô không thể quay về được nữa. Gazelle khăng khăng khẳng định với con gái rằng Flynn không quan tâm gì tới cô bằng cách đưa chiếc vương miện cho Rapunzel, dặn dò cô hãy đưa nó cho Flynn mà thử lòng anh ấy. Nhưng Rapunzel không tin Flynn tham vật chất mà bỏ rơi cô. Gazelle không nói gì thêm và rời đi, tìm cách cho kế hoạch mới cùng anh em Stabbington. Sáng hôm sau, Maximus chạm trán với Flynn và lôi anh chàng đi. Nhưng rồi Rapunzel kết bạn với chú ngựa và thuyết phục nó để yên cho Flynn giúp cô hoàn thành ước mơ bấy lâu. Mark đành miễn cưỡng chấp nhận và đi đến vương quốc. Flynn hốt hoảng vì người ta dán ảnh truy nã anh khắp nơi. Dù hợp tác với Mark nhưng họ luôn cà khịa nhau dưới sự canh chừng của Pascal. Rapunzel ôm đống tóc vất vả. Flynn tìm kiếm một số bạn nhỏ thích thắt bím giúp Rapunzel thắt một bím tóc gọn gàng. Trông cô rất xinh đẹp làm Flynn mê tít khi ghé ngang bức ảnh. Rapunzel chăm chú nhìn một lúc vào, rồi sau đó bị thu hút bởi tiếng nhạc và nhập tiệc nhảy múa cùng người dân. Cứ như thế Flynn đã cùng Rapunzel đi dạo ăn uống khắp nơi trong vương quốc và nhảy múa cùng nhau.
Đêm đó Flynn thuê một chiếc thuyền nhỏ đưa cô ra giữa hồ xem thả đèn lồng. Flynn tốt bụng không quên tặng thưởng cho Mark bằng một túi táo. Rapunzel nôn nao háo hức trong lòng vì mong ước sắp thành hiện thực. Đức vua và hoàng hậu chuẩn bị đã xong, họ bắt đầu thả một chiếc đèn lên trước. Phía dưới người dân bắt đầu thắp sáng đèn và thả thành từng đám nhỏ ở khắp mọi nơi. Hàng năm họ đều thả đèn cầu nguyện cho công chúa mất tích. Điều Rapunzel chờ đợi đã lâu cuối cùng cô nàng cũng tận mắt thấy được. Trong khung cảnh lãng mạn với xung quanh là hàng nghìn chiếc đèn lồng rực rỡ sắc màu. Flynn chuẩn bị sẵn hai cái đèn để cùng thả với Rapunzel. Và rồi, Flynn nhận ra mình đã đem lòng yêu Rapunzel. Ngay khi anh chuẩn bị trao cho Rapunzel nụ hôn, thì chợt nhìn thấy hai tên đồng bọn cũ ở đấy. Flynn quyết định trao trả lại chiếc vương miện cho chúng, để cho thấy rằng bây giờ anh quan tâm Rapunzel hơn tất cả. Tuy nhiên hai anh em nhà Stubbington nói rằng chúng muốn có Rapunzel, và đánh anh bất tỉnh, rồi buộc anh vào một chiếc thuyền. Đặt chiếc vương miện lên tay anh và đẩy anh qua cái hồ tới vương quốc, và anh đã bị binh lính túm lấy, Mark đang ăn táo cũng nhìn thấy điều này. Anh em Stubbing nói với Rapunzel rằng Flynn đã phản bội nàng và tìm cách bắt cóc cô để có được quyền năng của mái tóc kỳ diệu. Rapunzel hoảng sợ bỏ chạy, Gazelle xuất hiện dựng lên một cuộc giải cứu bằng cách đánh hai anh em nhà kia bất tỉnh. Rapunzel bật khóc nức nở vì mẹ đã nói đúng và theo bà ta trở lại tòa tháp. Gazelle an ủi con gái. Một lúc sau đó, khi nhìn vào món quà tặng với biểu tượng của vương quốc mà trước đó Flynn từng mua cho, một hồi lâu, Rapunzel thấy tất cả những bức tranh nàng vẽ trên trần và tường phòng ngủ của mình đều có biểu tượng hình mặt trời đó. Ký ức gián đoạn bất chợt ùa về và những chi tiết tưởng chừng tách rời nhưng lại hoàn toàn liên quan đến nhau. Rapunzel nhận ra mình chính là nàng công chúa bị mất tích. Đến phút này Gazelle cũng không giấu giếm gì nữa. Bà ta lật mặt 180 độ ngay. Sau khi bị binh lính bắt, Flynn phải chịu án treo cổ của tội phạm truy nã. Dù bản thân sắp phải chết, Flynn vẫn nghĩ tới Rapunzel. Và điều này đã làm cho Mark cảm động gọi những tên đầu gấu ở quán những con vịt đến giúp anh tấn công và qua mặt bọn lính canh để anh trốn thoát nhờ vào Mark. Flynn cùng Maximus lao tới chỗ tòa tháp và thấy Rapunzel đang bị xích vào tường còn bị băng dính dán vào miệng. Gazelle ở phía sau liền đâm anh chàng bằng một nhát dao chí mạng và chuẩn bị đưa Rapunzel tới một chỗ ẩn nấp mới. Nhưng Rapunzel cầu xin Gazelle để cô chữa khỏi cho Flynn trước, cô sẽ không chống đối bà nữa mà sẽ phục tùng vô điều kiện. Gazelle đồng ý với đề nghị đó. Để Flynn không chạy thoát, Gazelle cẩn thận trói anh ta lại. Vết máu đã lan ra quá nhiều, Rapunzel rất lo lắng, còn Flynn thì không muốn cô làm như thế. Vì vậy trước khi Rapunzel chữa cho mình, Flynn đã dùng mảnh vỡ của chiếc gương cắt hết mái tóc của nàng để giải thoát cho Rapunzel khỏi lời hứa phải sống ẩn nấp với Gazelle mãi mãi. Mái tóc của Rapunzel ngay lập tức chuyển sang màu nâu và mất hết quyền năng. Và kết quả là Gazelle già đi nhanh chóng. Nhìn vào cái gương, Gazelle không thể chấp nhận được diện mạo già nua xấu xí của mình. Bà ta loạn choạng trong cơn điên dại. Pascal thấy thế liền kéo mái tóc bị cắt của Rapunzel ra ngáng đường làm bụi vấp phải và ngã ra khỏi tòa tháp hồn siêu phách tán. Trong hơi thở cuối cùng, Flynn nói với Rapunzel, cô chính là ước mơ mới của anh. Đồng thời Flynn cũng bày tỏ tình yêu của mình và Rapunzel cũng thật lòng yêu Flynn. Flynn ngừng thở, chàng chết đi để lại nàng Rapunzel với trái tim tan nát, hát nốt những câu cuối cùng của bài hát thần chú chữa lành mọi thứ và khóc lóc thảm thiết. Một trong những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt Flynn, nó vẫn còn phép thuật chữa lành vết thương. Kỳ tích đã xuất hiện, chữa lành vết thương hở của Flynn và cứu sống anh. Họ ôm chầm lấy nhau trong niềm vui sướng, trở về vương quốc của Rapunzel. Binh lính hốt hoảng chạy đến thông báo cho đức vua và hoàng hậu. Khi chạm mặt với con gái, hoàng hậu nhận ra được sự quen thuộc khó tả. Họ đoàn tụ với nhau sau những năm tháng cách trở. Flynn bây giờ cũng là một thành viên của gia đình. Kết thúc phim, mọi người kể cả bọn côn đồ ở quán những con vịt đều thực hiện được ước mơ dang dở của mình. Mark dẫn đầu quân đội hoàng gia với vũ khí mới. Pascal tìm thêm được rất nhiều bạn. Rapunzel hạnh phúc bên cạnh bố mẹ và được các thần dân yêu quý. Flynn dù đã kết hôn với công chúa nhưng vẫn còn quen tật ăn trộm. Cũng may anh chỉ đùa mà thôi. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem phim. Nếu thấy hay đừng quên để lại cho mình một like và theo dõi kênh để xem thêm thật nhiều video hay nữa nha.